Tiếp tục với một nội dung khác cũng rất đáng quan tâm. Không phải ngẫu nhiên mà trải qua hàng trăm năm lịch sử, qua nhiều thời đại, thì việc xem ngày tốt xấu vẫn được lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Khái niệm về ngày tốt xấu thường xuất phát từ các hệ thống tín ngưỡng và văn hóa truyền thống, đặc biệt là trong các nền văn hóa ở châu Á như là Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngày tốt xấu là những ngày được coi là thuận lợi hoặc không thuận lợi cho việc thực hiện các sự kiện, công việc hoặc là các quyết định quan trọng. À, vậy vì sao chúng ta thường quan niệm là cần biết là hôm nay có phải là ngày tốt, xấu hay không, hay là gọi là ngày đẹp hay không? Và nếu như là ngày đẹp thì liệu rằng mọi thứ diễn ra trong ngày hôm đó có phải là sẽ hanh thông, may mắn và thuận lợi hay không? Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia phong thủy của chương trình để có cái nhìn đúng đắn hơn về vấn đề này. Thưa quý vị, làm thế nào để biết rằng hôm nay có phải là ngày tốt hay không? Hay một ngày tốt là một ngày như thế nào? Vậy thì ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này cùng với chuyên gia phong thủy Hoàng Anh. Xin chào chuyên gia. Không biết là chuyên gia có thể chia sẻ một chút về khái niệm ngày tốt và ngày xấu trong phong thủy được không ạ? Sở dĩ chúng ta phải xem ngày hôm nay là ngày tốt hay ngày xấu. Thực ra nói tốt xấu chúng ta phải hiểu là việc đó hợp với việc này hoặc là không hợp với việc này. Tại vì bất kỳ một cái công việc khởi sự nào chúng ta cũng có cái điểm bắt đầu. Người ta nói là đầu xuôi, đuôi mới lọt. Thì việc xem ngày tức là chúng ta ngày xưa người xưa dựa vào quan sát sự vận hành của các hành tinh, các ngôi sao và tìm ra cái nguồn năng lượng tốt, năng lượng phù hợp với từng công việc khác nhau. Vì vậy chúng ta xem ngày giờ mà phù hợp với từng công việc đó, những cái ngày mà nó ứng hợp với cái công việc đó thì là chúng ta sẽ mang được cái năng lượng tốt lành của trời đất và như vậy công việc sẽ thuận lợi hơn. Em thấy rằng có những người cùng là một ngày nhưng mà đi xem thầy này thì thầy bảo tốt, nhưng mà đi xem ở thầy khác thì người ta lại bảo xấu. Vậy thì chuyên gia có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ? Đương nhiên thực sự là cái quan niệm này theo Hoàng Anh là nó chưa có đầy đủ. Tại vì thực tế thì chúng ta phải biết rằng như lúc nãy Hoàng Anh nói là từng ngày giờ phù hợp đối với từng công việc phù hợp. Cũng giống như chúng ta gieo cấy thôi. Nếu như mà trời mưa mà cây đang cần nước thì trời mưa là tốt. Còn nếu mà lúc bình thường mà chúng ta đi ra đường mà lúc cần đường khô thoáng mà chúng ta mưa thì chúng ta lại xấu với chúng ta. Tương tự như vậy, ngay cả cái việc đặt đồ phong thủy, ví dụ như cái tháp Văn Xương này có năng lượng làm cho việc học hành được tốt hơn thì chúng ta phải chọn những cái ngày phù hợp với, lại có những cái sao phù hợp với việc học hành, hoặc là ngày ly là để tỏa sáng là văn nhân, hoặc là quẻ thái là thông tuệ. Hoặc chúng ta đặt cụ khiết này để mong sự bình an thì chúng ta phải tìm cái ngày giờ phù hợp với cái năng lượng bình an thì nó sẽ kích hoạt được tốt hơn. Thêm vào đó chúng ta biết rằng là thế giới luôn luôn vận hành và mọi sự biến dịch. Bởi vậy tùy từng thời điểm khác nhau mà đối với một công việc khác nhau thì tại thời điểm các bạn đến xem thì thầy có thể lấy một cái quẻ nào đó, tức là hoặc là xem thiên văn, thiên tượng để xem là cái sự biến dịch đó, thì mỗi thời điểm khác nhau thì biến dịch khác nhau, cho nên là cái ngày giờ tốt, cái sao tới nó cũng khác nhau. Cộng thêm kinh nghiệm của người thầy, có thể người này người ta hợp với phương pháp xem ngày này, người khác hợp với phương pháp xem ngày khác, tại vì xem ngày cũng đã tồn tại hàng ngàn năm và mỗi một qua một thời kỳ không thời gian khác nhau, xã hội khác nhau thì đúc kết những cái phép xem khác nhau, và tại thời điểm thầy xem đó hợp với cái phương pháp nào mà thầy qua quá trình sử dụng, chúng ta phải biết rằng là nên chọn những người thầy có kinh nghiệm khoảng 5 năm trở lên để mà chọn được, hoặc là hợp với lại cái nhân sinh quan của mình để tìm được người phù hợp để chọn được cái ngày khởi sự được tốt hơn. Dạ vâng, vậy thì không biết là việc xem ngày và thờ cúng có liên quan gì đến nhau không ạ? Và liệu rằng nó có những yếu tố phong thủy nào ở trong đấy không? Thực ra là việc xem ngày đó thì nó có liên quan đến phong thủy. Ví dụ như ngày động thổ một căn nhà thì nó liên quan đến phong thủy. Tuy nhiên, việc thờ cúng và xem ngày nó cũng là hai bộ môn tương đối khác nhau. Ví dụ thờ cúng nó thuộc về văn hóa dân tộc hoặc là về tôn giáo. Ví dụ chúng ta thờ một vị nào đó mà chúng ta tin tưởng có mang lại điều may mắn. Hoặc là như truyền thống của dân tộc ta là uống nước nhớ nguồn thì chúng ta hay thờ ông bà tổ tiên. Đấy là một truyền thống văn hóa. Còn có thể là chúng ta sẽ chọn cái ngày lành tháng tốt để an bàn thờ, rồi để rước ông bà về, thì nó có liên quan đến nhau chứ nó không phải là một khía cạnh chung. Vậy thì tại sao lại có người thầy xem ngày này tốt nhưng mà thầy khác lại xem ngày khác tốt ạ? Thực ra việc xem ngày á, mà người xưa gọi là trạch cát á, nó cũng trải qua mấy ngàn năm rồi. Thì qua mỗi một thời kỳ chúng ta sẽ có những cái người ở những cái thời điểm khác nhau quan sát được thiên tượng, những cái hiện tượng khác nhau và nghĩ ra những cái bộ môn, những cái ứng dụng khác nhau. Thì mỗi một người đó họ sẽ có những cái phương pháp khác nhau.
Ví dụ như hiện nay nếu mà về Trạch Cát, chúng ta có thường phổ biến 3 loại sách xem ngày là Hiệp Ký, Biện Phương Thư là của từ thời nhà Thanh, Tứ Khố Toàn Thư thời nhà Thanh của Trung Quốc, hoặc là Đổng Công Tuyển Trạch, hoặc là Ngọc Hạp Thông Thư. Sách Ngọc Hạp Thông Thư thì được Triều Nguyễn đã biên tập lại cho nó phù hợp với lịch Việt Nam. Và ngoài ra chúng ta còn thấy rằng là chúng ta có thể xem theo cái ngày tháng đó, ngũ hành đó, nó tương hợp với thiên can địa chi hay là ngũ hành của mỗi con người tùy vào năm sinh. Chúng ta biết rằng năm sinh mỗi người nó cũng có thể tượng trưng bằng những thiên can địa chi như Nhâm Thân hoặc là Giáp Thìn. Thì ngày tháng nó cũng như vậy, mỗi một ngày tháng nó cũng tương ứng với một thiên can địa chi như vậy. Và ngũ hành của thiên can địa chi đó, của ngày tháng đó mà tương sinh cho ngũ hành của người cần làm việc thì nó sẽ tốt. Đó là việc mà xem ngày tháng. Chưa kể trong những cái lĩnh vực khác nhau như là lĩnh vực quân sự thì người ta có những cái cách xem khác nhau. Ví dụ như khởi sự vào giờ nào để đánh quân được tốt, ví dụ như cửa sinh chẳng hạn, hoặc là giờ sinh, tức là sinh thương chẳng hạn trong độ giáp đó. Ngoài ra người ta còn xem theo huyền không, tức là cái sao này, ngày giờ này, cái sao này đến hướng này thì vượng hay không, để người ta mở cửa. Ngoài ra người ta còn có thể xem tiếp bằng dịch lý nữa, vào ngày giờ của dịch lý. Vì vậy tùy vào những cái lĩnh vực cụ thể khác nhau và những người thầy chuyên sâu vào một cái bộ môn khác nhau thì người ta sẽ xem ngày khác nhau. Và đương nhiên là đôi khi nó có sự xê xịch một chút, tại vì là người ta ứng dụng khác nhau mà, cho nên là mỗi một người sẽ có những cái kiểm nghiệm trong thực tế của mình khác nhau, cũng giống như chúng ta học ở môn hiện đại thì mỗi người có cách ứng dụng trong cuộc sống khác nhau, thì như vậy là nó sẽ dẫn tới cách xem cũng khác nhau. Vậy thì mong rằng là chuyên gia có thể giải thích kỹ hơn việc xem ngày theo phương pháp phong thủy là như thế nào ạ? Thực ra nếu mà phong thủy cũng có, tức là bộ môn phong thủy thì cũng có một phương pháp xem ngày riêng. Ví dụ như huyền không phi tinh, hoặc là huyền không đại quái, hoặc là phong thủy dịch lý, thì người ta cũng có cách tính ngày giờ của dịch lý riêng. Ví dụ như ngày giờ, giờ thái, giờ đại hữu, giờ thuần càn, giờ x với đại hữu là những cái giờ mà liên quan đến tài lộc. Hoặc là những phong thủy huyền không vi tinh thì người ta có những cái sao đương vận. Ví dụ như đây là vận 8 thì những cái sao mà vượng tinh đến cửa mà số 8 thì nó đương vận, thì nó kích tài lộc. Hoặc là sang năm thì vận 9 thì sao vượng tinh ở số 9 là kích tài lộc. Thì môn phong thủy họ cũng có những cách để chọn được cái sự vận hành của thiên nhiên, của vũ trụ tới cái vượng khí của từng căn nhà và từng công việc khác nhau, thì họ chọn theo cách khác nhau. Tuy nhiên, tất nhiên phong thủy cũng dựa chọn, cũng có thể lựa chọn cái cách xem chung khác, giống như xem của Trạch Cát, trong ngày giờ động thổ thì chúng ta cũng có thể xem những cái sao tốt tới với lại cái giờ đó, hoặc là ngũ hành của ngày đó, ngày giờ đó phù hợp với gia chủ, hoặc là các cái sao trong cái ngày giờ đó phù hợp với công việc xây dựng. Thì đó là cái mối tương quan giữa phong thủy và xem ngày giờ. Và bản thân những môn phong thủy cũng có cái phép xem ngày riêng của phong thủy. Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia phong thủy Hoàng Anh với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, tóm lại, việc xem ngày tốt theo tuổi cũng chỉ mang yếu tố tương đối. Bởi vì xét cho cùng, có rất nhiều yếu tố có thể tác động lên một sự việc, ví dụ như là yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi đã mang đến cho quý vị những kiến thức bổ ích.